Ngày 28 tháng 5, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết hiện đang điều tra vụ án một nam thanh niên chết bất thường sau khi vào nhà nghỉ cùng một cô gái lạ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thành Đê, 28 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào tối 27 tháng 5, anh Đê đi xe máy mang biển kiểm soát 36N5-3763 chở theo một cô gái tới thuê phòng qua đêm tại nhà nghỉ ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản. Chủ nhà nghỉ này cho biết, đến khoảng 4 giờ 30 ngày 28 tháng 5, người phụ nữ đi cùng anh Đê rời khỏi nhà nghỉ. Tuy nhiên mãi không thấy anh Đê xuống trả phòng nên người chủ lên kiểm tra và bất ngờ phát hiện anh Đê đã tử vong trong phòng. Ngay sau đó người này đã báo cho công an khu vực tới hiện trường. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh lai lịch người phụ nữ đi cùng nạn nhân, làm rõ nguyên nhân sự việc.